Hello, xin chào quý anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong cái clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Sonic này, Sightseer này, Winner này, MS King này, Ed này, rồi SH AB Vao thì đồng hành cho mình. Trong này thì có em Thư sẽ hỗ trợ giới thiệu. Mời Thư ạ. Xin chào cả nhà yêu của anh Thư nha. Chúc cả nhà một tuần lễ mới làm việc thật là hiệu quả luôn. Thì sẵn tiện đây em sẽ quay báo giá cho cả nhà yêu mình trong cặp tuần lễ mới này, cả nhà mình cập nhật giá nha. Với lại là sắp tới một cái đón chào một cái ngày lễ rất là lớn luôn, là đó là 30 tháng 4. Nên là để cho khách hàng những khách hàng vừa qua đã có theo dõi em Thư thì em Thư xin dành tặng cái voucher là hỗ trợ chi phí sang xe 1 triệu này, kèm với đó là combo quà tặng trị giá 2 triệu đồng tại cửa hàng của em luôn nha. Thì với phiên bản Sonic nhà em đang về số lượng khá là nhiều nên đang để giá sale trong tuần lễ này cho cả nhà yêu mình là 48 triệu đã bao gồm thuế VAT. Màu zin của nó sẽ bao gồm màu trắng đỏ nè, màu đỏ đen nè và một số màu 3D như là bên em có thể là lên red xanh cho cả nhà mình hoặc lên tem lên đội cũng có hết ha. Chi phí thì 48 triệu nếu mua góp, mang giúp em một căn cước công dân trả trước 5 triệu là mình sở hữu. Còn đối với Sightseer trong tuần lễ này giá siêu hời luôn là chỉ có 40 triệu thôi. Bên em đã hoàn toàn bao VAT cho cả nhà mình rồi. Ví dụ như mình lên sơn 3D mình chỉ cần thêm phí tiền sơn 3D 1 triệu giúp em đó là được ha. Cũng là một căn cước công dân và đủ 18 tuổi là mình đã có thể sở hữu xe. Hoặc là mình ở xa thấy xe giá rẻ có thể liên hệ em ship xe nè. Mình đang đi xe cũ mình muốn lên đời xe mới cứ liên hệ em sẽ thu xe cũ đổi xe mới cho cả nhà yêu mình nha. Tiếp theo đó là một phiên bản của Winner. Winner V3 hiện tại bên em đang để sale đồng giá cho cả nhà yêu mình lựa chọn màu luôn. Ví dụ như màu nào nó cũng bằng giá hết. Ví dụ như là thể thao nè, hoặc là màu sáng, màu đỏ gì nha. CBS sẽ là 33 triệu bao VAT, ABS sẽ là 36 triệu nha. Chỉ trong tuần lễ này thì giá đang hời nên em đang khuyến khích khách hàng mình có xem được video clip thì nhanh tay liên hệ với em dành tặng ưu đãi cho cả nhà mình nha. Tiếp đến là Exciter 155, hiện tại là ABS sẽ là 51 triệu bao VAT cho cả nhà mình luôn. Mua gấp trả trước giúp em dòng này thì mình trả trước từ 5 tới 7 triệu thì mình sẽ dễ duyệt hồ sơ hơn á. Rồi MS King thì trong tuần lễ này bên em sẽ về đủ màu. Như mọi người cũng biết MS King trong bộ sưu tập mới 2024 thì nó có cái con này nó khá là bắt mắt này cả nhà. Nó sẽ là màu xám này, kết hợp với mặt nạ trên này là vừa đen vừa trắng và màu đỏ nha. Nó là xám đỏ đen nha cả nhà, ba màu nha. Tiếp đến á là Future. Trong thời điểm hiện tại một dòng xe số mà đứng top luôn là phải gọi đến là Future nha. Nhưng mà hiện tại nhà em đang hết bánh căm rồi cả nhà, chỉ có bánh mâm thôi. Với phiên bản bánh mâm thì hiện tại bên em đang để giá xe cho cả nhà mình là 36 triệu đối với phiên bản là 2023. Còn đối với phiên bản mẫu 2024 sẽ là 38 triệu nha. Nếu mình mua góp mình trả trước giúp em một căn cước công dân, trả trước cho em 3 triệu là lên hồ sơ được nha cả nhà. Về dòng Future này chắc chắn trong tuần lễ tới nó sẽ tăng giá rất là nhiều và đặc biệt là siêu hot luôn. Nên là mọi người hãy tranh thủ thời điểm này giá đang rẻ, mọi người tranh thủ mua nha. Đây là phiên bản SH nha cả nhà. Em sẽ báo giá cho cả nhà mình cập nhật luôn là bên em sẽ có 3 phiên bản SH, 125 này, 150 và 160. 125 thì nó chỉ có 74 triệu thôi, giá đã bao VAT cho cả nhà mình rồi. 150 hiện tại bên em có cái con này đang sale nè cả nhà. Nó là phiên bản màu xám kết hợp với lại tem mặt nạ nha. Mẫu này em sale cho cả nhà mình là 99 triệu 500 nha. Còn với 160 là cái bản này khách hay hỏi nhiều nhất luôn. Tuần qua cũng vừa bán đó là 160 mẫu 2024, trắng đen nha mọi cả nhà. Thường thì những cái mẫu trước nó sẽ là trắng full xe luôn. Thì bản này mặt nạ của nó sẽ là mặt nạ đen để mình nhận diện được phiên bản mới nha. CBS sẽ là 92 triệu nha, ABS sẽ là 102 triệu. Đối với phiên bản SH Mod cho nữ trong chị em tuần lễ này đang giá rất là hời. Tại vì bản C nhà em chỉ có 57 triệu thôi. Bản C bên em sẽ có bao gồm màu đỏ nè, màu xanh và màu trắng là ba màu quốc dân của dòng SH Mod là chỉ có 57 triệu thôi. Nếu mua góp trả trước em 10 triệu là mình sở hữu. Còn đối với phiên bản ABS màu này cũng đang rất là chuộng nè. Màu này thì cỡ các chị tầm trung là ok. Còn ví dụ như mình thích style hơn thì có thể là chọn màu bạc hoặc là màu xám xi măng nhé. Nó chỉ có 63 triệu thôi là ABS luôn nha. Sale cho cả nhà mình là AB125. Hiện tại để đồng giá tất cả các bản luôn. 125 sẽ là 39 triệu. Ví dụ như mình có thể lên sơn 3D như thế này là xám ánh tím, màu hot của iPhone 14 thì cứ việc cộng sơn 1 triệu giúp em là được. Hoặc là mình có thể lên xanh xi măng ha. Rồi nếu mà các chị em nữ mà thích nhỏ gọn hơn, mình không thích đi SH Mod thì sự lựa chọn hợp lý thì có thể là Vision nha cả nhà. Vision hai bản này rất là hot, đây là mẫu 2023. Đây là thể thao, còn kế bên đó là mẫu cổ điển của 2024. Với hai bản này em để xe cả nhà mua luôn là đồng giá là một cái con là 35 triệu 500, con này sẽ là 36 triệu nha. Nếu mà mình có tham khảo về dòng Vario thì trong tuần lễ này giá đang rất là hời. Ví dụ như Vario mà bên em đang để giá tốt cho cả nhà mình là khóa thường á sẽ là 36 triệu bao VAT, khóa thông minh sẽ là 38 triệu. Còn về những cái màu sơn như là xanh ngọc nè, xanh xi măng hoặc là hồng phối, trắng đỏ gì đó vẫn đều đồng giá là 1 triệu nha. Thường thì bên em sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình một căn cước công dân và trả trước 3 triệu là mình đã có thể sở hữu xe rồi ha. Còn mình ở xa thì có thể liên hệ em ship xe.
Màu cơ bản của xe em cũng có luôn, ví dụ như màu đen nhám nè, màu xanh nhám và màu trắng nhám. Một số màu lên 3D thì có thể là màu bạc nè, màu trắng. Là về chương trình sơn thì bảo hành 2 năm cho cả nhà mình luôn nha. Ok. Ở trong thì một vài mẫu á, quay thêm cho anh em, ví dụ Sonic đó. Sonic thì thêm màu nha. Sonic thì bên em sẽ có màu màu đen đỏ nha cả nhà, hoặc là bản rất xanh. Còn bên ông này có full chờ mẫu 2024. Thì tuần lễ trước em cũng có vừa lên clip thì có anh Nam hỏi á, là bên em đang có độ đèn hoặc độ phụ kiện không. Thì sẵn đây em sẽ quay sơ sơ cho cả nhà mình xem ha. Bên em có lên đèn luôn cho cái em này rất là hot nè cả nhà. Đợt này thì nói chung là mọi người có thể theo dõi TikTok của em, tại vì trên TikTok thì bên em sẽ có lên clip cập nhật xe thường xuyên luôn. Hoặc là mình kết bạn qua Zalo số điện thoại á, để em hỗ trợ tư vấn cho cả nhà mình, hỗ trợ tiền xăng xe cho cả nhà mình, tặng quà cho cả nhà mình luôn ha. Và địa chỉ của em Thư là 16 xe 23 Bình Quang, Bình Chủ Hoàng An, Bình Dương. Số điện thoại liên hệ cứ click vô phía dưới là mình có thể là có số điện thoại của em liên hệ để mọi người liên hệ ha. Rồi, trong tuần lễ này phải xe 160 gấp thôi cả nhà ơi, tại vì còn ba con Indo nữa là nhà em sẽ không còn hàng, nó gọi là đứt mẫu Indo luôn. Thì tại vì hiện tại là bản Việt Nam đã có rồi á, thì so với bản Indo hiện tại bên em đang sell cả nhà mình là 47 triệu bao VAT là ABS luôn nha cả nhà. Còn nếu như mình lấy bản Việt thì giá cũng đang trong lần lễ đang tốt, có 43 triệu thôi. Đối với bản Việt Nam thì sẽ có đủ màu nha. Đây là một số màu hot của SH Mod nha cả nhà. Hiện tại em quay ở đây để em báo giá cho cả nhà mình nắm thôi. Nếu mà mình muốn xem thêm màu sắc nè, rồi chi phí lãi suất góp như thế nào, hoặc là đăng ký biển số ra sao, mọi người có thể liên hệ ngay trực tiếp số điện thoại phía dưới, hoặc là nhá máy cho em Thư gọi tư vấn cho cả nhà yêu mình nha. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị Hoàng đã xem clip, xin chào. Cảm ơn mọi người đã xem video clip em Thư, nhớ là chia sẻ like, chia sẻ video clip hoặc là để lại bình luận phía dưới, em sẽ giải đáp thắc mắc thêm nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.